và ý tưởng lần theo dấu chân của những thương đoàn xưa trên tuyến đường huyền thoại thời cổ đại. Hành trình con đường tơ lụa mở ra như một chuyến phiêu lưu thú vị cho những thương gia thời hiện đại khám phá. Hành trình đi qua 3 quốc gia: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, được ví như những viên ngọc sáng của con đường tơ lụa huyền thoại nối liền phương Đông và phương Tây. Trải qua hàng ngàn năm, 3 quốc gia khoác lên mình bộ áo mới, với những thành phố thương mại nổi tiếng, những công trình kiến trúc độc đáo, nhưng vẫn giữ được những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ kỳ bí. Kazakhstan, đầy bí ẩn với thiên nhiên kỳ thú, cùng cuộc sống du mục độc đáo, nổi tiếng với thủ đô thương mại Almaty, nằm ẩn mình bên những ngọn núi tuyết ngàn năm tuổi, hẻm núi Karen Canyon, hồ Konsay, thiên đường trượt tuyết Simbulak cũng là những danh lam thắng cảnh tuyệt mỹ của quốc gia này. Uzbekistan, sở hữu thủ đô Tashkent, được xem như thành phố cây xanh với nhiều công viên và đài phun nước, các công trình kiến trúc vô cùng độc đáo. Bukhara, thành phố 2000 tuổi, điểm nổi bật trong quá trình giao thương trên con đường tơ lụa, với hơn 140 di tích kiến trúc vẫn còn được bảo tồn rất tốt. Kyrgyzstan, ngoài những công trình kiến trúc nổi bật như quảng trường Alatu, công viên Ok, quảng trường chiến thắng, cảnh sắc thiên nhiên nơi đây cũng không hề kém cạnh. Tham gia lễ hội Tết Nowruz của người dân Kyrgyzstan được tổ chức vào tháng 3 hàng năm cũng là một trải nghiệm khó quên. Hành trình khám phá con đường tơ lụa huyền thoại xuyên qua Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, những công trình kiến trúc, những lễ hội truyền thống văn hóa độc đáo, cùng hàng ngàn câu chuyện về những thương gia lạc đàn, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm không thể nào quên.